Vâng, chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Nay thì bên em mới vừa lên một bộ tem cho chiếc xe Ford Ranger sản xuất đời 2004 này. Con này hôm bữa mới lấy thì chưa lên tem, như hôm nay thì lên một bộ tem thì chiếc sụn hình của anh chị cô chú thấy em nó rất là đẹp ha. Nhìn rất là xinh xắn. Hôm nay em sẽ review lại chiếc xe này. Và trước khi em review chiếc xe này với một mức giá thành là 180 triệu đồng thì em cũng đồng thông qua một lời chào trân trọng và thân thương nhất gửi tất cả các cô chú và anh chị cùng các bạn đang theo dõi clip này. Chúc cho toàn thể đại gia đình mình có một ngày thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực cũng như trong cuộc sống ha. Xe này tên em nó là Ford Ranger, sản xuất đời 2004, số sàn máy dầu 2 cầu nguyên bản. Thì bảng số đang đeo là bảng số ở Lâm Đồng 49X3688. Ở bề ngoài em nó thì một lớp sơn màu đen và được lên một bộ tem nhìn rất là xinh xắn ha. Cái xe này bên em bán cho anh chị và chú với giá thành là 180 triệu đồng thôi. Tuy rằng con xe này đời thì nó hơi thấp một tí, nhưng với một số tiền thì anh chị nào kêu nó cũng khá là mắc hơn những chiếc xe khác. Như chiếc xe bên này thì đời 2006 em chỉ bán có 170 thôi, nhưng con này thì đời 2004. Nói chung là một số tiền nào thì của đấy. Và con xe này nó rất rinh và rất liền, rất lạc nha anh chị nha. Và bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra chút xíu về hệ thống của em nó ha. Nội thất ở bên trong thì em nó sạch sẽ vậy ha. Trần bọng nè, mỹ niếc nè, vẫn còn nguyên ha. Xe này là keo chỉ không mất một tí nào nha anh chị nha. Bốn tấp đi cửa đây, xung chỉ không mất một tí nào hết, pin đét đang đẹp luôn. Thì những dấu hiệu nói chiếc xe của mình không bị va quẹt và không bị cấn đục hết vậy. Đấy, kèo cột chủ A chủ B em nó rất còn nguyên bản, rất là liền lạc. Đấy anh chị thấy nè, keo chỉ nè, không mất một tí nào hết, tem xin luôn. Xe này thì bên em sang tên ủy quyền cho anh chị đều được nha. Bốn tấp bi, cánh cửa tà là cánh cửa được sử dụng nhiều nhất, nãy nít còn. Xe này kính chỉnh điện anh chị ha. Đấy, kèo cột anh chị thấy rất liền lạc. 180 triệu đồng thôi thì quý anh chị sở hữu ngay một chiếc xe Ford Ranger sản xuất đời 2004 với phiên bản là số sàn máy dầu 2 cầu. Bên này thì đang vướng một cái xe tải, này em quên về ra. Nói chung con này là cam kết với anh chị luôn là xung chỉ không mất một phân nha anh chị nha. Anh chị cứ an tâm ha. Và bước vào hệ thống ở bên trong của em nó thì mặt đồng hồ em nó rất là sáng, vô lăng của em nó đây, kiểu ba chấu logo của Ford. Xe thì trang bị mộc mạc đơn giản, một dàn nhạc giải trí thôi. Còn tất cả mọi chức năng của em nó thì hoạt động rất là bình thường nha anh chị. Xe mang cái dầu là bật phải khóa nó phải xong xíu. Lạnh lẽo ok. Máy thì tay lái trợ lực nổ rất ok. Đèn còi xi nhan đầy đủ anh chị ha. Gạt mưa gạt nắng rất là chân chu. Bốn kính chỉnh điện đang hoạt động rất là bình thường anh chị ha, rất là chân chu. Đèn còi là xi nhan là không thiếu một cái gì hết anh chị ha. Đèn bọng rất sáng. Và bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra chút xíu về hệ thống khoang máy. Đấy, cửa nẻo thì anh chị thấy rồi, động rất là fit ha. Dầu máy này thì máy dầu thì em nó chạy cũng khá là siêu tiết kiệm dầu nha anh chị. Đây, máy móc đây anh chị. Máy rất khô ráo và sạch sẽ. Vậy ha. Máy là không gì suy nghĩ hết, kèo cột thanh văn, chủ A chủ B chủ bò của em nó vẫn còn nguyên bản vậy ha. Đấy, một chiếc xe Ford Ranger sản xuất đời 2004 hai cầu máy dầu này. Và bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra chút xíu về hệ thống dàn gầm của em nó. Bốn cái vỏ của em nó thì em nó vẫn còn được coi như là 50% vậy ha. Đây, này xài mâm thường chứ không phải mâm đúc anh chị ha. Bản này bản đời đầu thì em nó không phải xài là mâm đúc đâu, nó xài ga lăng thường, ga lăng sắt. Đây, học về của em nó anh chị. Xe này dàn gầm bệ rất là đẹp anh chị nha, đẹp cực kỳ luôn. Đây, quay dàn gầm trên chiếc xe gầm bệ là không có gì mà bàn cãi, thấy không? Đây, sexy của em, của em đó đây. Gầm bệ đẹp long lanh luôn, đẹp lộng lẫy luôn. Đây, dàn cầu sâu của em đó đây. Keo chỉ là anh chị cứ an tâm, không mất một phần nào hết, gầm bệ rất đẹp. Xe thì đã có một cái thùng lên, một cái thùng rồi, một cái form dáng thì bên tụi em mới vừa lên một bộ tem.
trước sự màn hình thì quý anh chị thấy cái form nhìn nó cũng rất là xinh xắn ha. Ở đây đằng sau thì có một nắp cốp thùng đây, anh chị thích chở đồ hé thì mình mở cái này lên anh chị ha. Ở trong thì nói chung mọi chức năng nó là rất là ok. Đó, quý anh chị cô chú nào thích sở hữu chiếc xe này thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để em hỗ trợ và tư vấn thêm. Và bên này thì em cũng còn một chiếc cũng là Ford Ranger luôn, sản xuất con này sản xuất đời 2006, số sàn với phiên bản là hai cầu luôn, với giá thành là 170 triệu đồng anh chị ha. Đó, quý anh chị cô chú nào thích sở hữu chiếc xe này thì em cũng có một cái video chi tiết rồi. À, con này thì nó nước sơn bề ngoài thì nói chung là nó sạch sẽ, nội thất thì em nó cũng khá sạch sẽ, máy dầu đây, nội thất của em đây anh chị, hai cầu luôn, mọi chức năng đang hoạt động bình thường anh chị thấy nè, chừng bọng nè, ok chưa. Đó, quay luôn một cặp này cho anh chị cùng tham khảo ha. Đấy, tắp bi tắp lô của em nó đây rất ok, rồi nếu đóng cũng khá là kinh chị ha. Đây kem chị của em ở đây vẫn còn xin hết vậy ha. Này anh chị nào lấy thì bên em sẽ hỗ trợ vệ sinh cho cô chú và anh chị nha. Xe thì nó hơi dơ tí xíu. Đấy, chừng bọng thì được lên 6 quá đê luôn rồi. Đấy, sạch sẽ. Hệ thống lớp của em nó thì còn cũng được coi như là 70%. Đây dàn gầm em nó đây anh chị, cũng không mục mọt anh chị ha. Đây qua dàn gầm cho anh chị xem luôn nha. Đây là chiếc 2006. Gầm bệ rất ok. Gầm con này cũng rất là đẹp anh chị nha. Đấy, cầm đây. Nhìn đó. Vỏ bánh ok. Con này thì lại xài mâm đúc. Xe này thì nó đời 2006 thì nó lại chuyển qua hệ thống là xài ga lăng đúc qua. Đây là cánh cửa tài, cánh cửa được sử dụng nhiều nhất, keo chỉ cũng không mất một tí nào hết. Như thấy nè. Tapi tablo, keo cột. Chủ A chủ B của em đó. Con này thì nước sơn bề ngoài của em nó thì không đẹp được như con đen nha anh chị nha. Nói chung là phân khúc tiền nào thì cũ đấy. À, để em nè, nổ máy thử ra. Đậu lâu quá biết bình còn không biết. Để lâu quá bình chặt tèo luôn rồi. Này để lâu quá cái bình nó hơi yếu rồi nha anh chị nha. Xe này thì em cũng có một cái video em quay chi tiết cho anh chị và cô chú cùng tham khảo rồi. Lỡ quay em làm hết luôn cái video này cho anh chị xem ha. Đấy, sạch sẽ. Thì anh chị nào muốn xem nổ máy thôi anh chị à, alo em ha, em sẽ có một cái video nổ máy con xe này cho anh chị tham khảo. Đây máy móc của em nó đây anh chị, khô ráo, bình đậu lâu quá nó yếu rồi anh chị. Đây mày đưa vô kích cái là ok thôi. Được không? Đó, với một số tiền là 170 triệu đồng thôi thì quý anh chị sổ ngay chiếc xe Ford Ranger sản xuất đời 2006, số sàn hai cầu và 180 triệu đồng thì chị sổ ngay chiếc Ford Ranger đời 2004 này ha. Đó, thùng bọc ok, quân số nhẹ nhàng. Và đây là lần đầu tiên của chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Cô chú anh chị nào đã đăng ký kênh rồi thì hãy khích lệ tinh thần cho em một like trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau. Chúc cho đại gia đình mình có một ngày thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực cũng như trong cuộc sống nhé.